ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiêm cùng đang đang nàng hân thu. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả của đài VTV 7.3. Một lần nữa chương trình khoa học và xã hội do chính Lý Quỳnh Xanh thực hiện hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị. Trước khi vào chương trình, Lý Quỳnh Xanh cũng không cảm ơn tất cả các vị thương gia đã thương yêu và bảo trợ cho chương trình. Trước khi mà Lý Quỳnh Xanh nói tiếp cái đề tài mà Lý Quỳnh Xanh sẽ nói vào cái lớp học ngày 13 tháng 9 ở đài thư viện, Lưu Bình Xanh có một cái mục này cần phải nói trước là ngày 25 tháng 7 vừa rồi, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã có ra mắt một cái tổng cục gọi là Tổng cục Cho học Việt Nam. Và tất cả những cái gì hay ở trong cái buổi ra mắt đó, tất cả những cái sinh hoạt của cái buổi lễ đó đã được đưa lên YouTube. Vì nó dài quá cho nên Lý Quỳnh Xanh không có tiện lên đưa lên trên đài, có thể một dịp khác. Nhưng mà ngay bây giờ nếu quý vị nào cần coi, thích coi cho biết, thì mời quý vị lên trên đài, vô YouTube và bấm chữ Tổng cục Võ học Việt Nam là quý vị sẽ được coi những cái phần của cái buổi lễ đó ở trên YouTube. Hoặc quý vị đánh chữ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, quý vị cũng sẽ coi được những cái sinh hoạt của cái buổi lễ ngày hôm đó. Thì xin cảm ơn quý vị. Quý vị cũng có thể đọc được ở trên màn hình cái chữ để là YouTube, rồi bấm chữ Tổng cục Võ học Việt Nam, hoặc bấm chữ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Xin quý vị nhớ cho hai chữ đó, bấm chữ nào cũng được. Ai thấy trăng xưa hùng cường, ai thấy trăng này xiêm cùng đang đang nàng hân thu. Ai đắp ngang sông Trường Tồn, ai kết liên dân tài hùng, xua tan giặc Đông Hán, xua tan giặc xâm lấn. Ta cùng chung lòng mong ngày vang danh thơm dòng oai lên. Xin cảm ơn quý vị đã giữ băng tần VNATV 57.3. Và bây giờ Lý Quỳnh Xanh xin hân hạnh được trở lại chương trình. Một lần nữa, trước khi nói vô cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay, thì quý vị đừng có quên, nếu ai muốn xem lại cái buổi lễ ra mắt của Tổng cục Võ học Việt Nam do Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sáng lập, thì hãy vào YouTube, tức là vào Internet á, YouTube, bấm chữ Tổng cục Võ học Việt Nam, quý vị sẽ được coi những cái show ở trên đó. Nó khá dài nhưng mà quý vị cứ thông thả mà coi. Hoặc quý vị bấm chữ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Nhắc tới cái vụ mà Tổng cục Võ học Việt Nam, Lưu Huỳnh Xanh cũng muốn trình bày quý vị sơ tại sao nó quan trọng. Tại sao có vấn đề Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời lập ra cái tổng cục này? Tuy rằng cái Chính phủ Việt Nam Quốc gia lâm thời hiện thời bây giờ cũng còn là lâm thời, chứ chưa có lấy lại đất tổ yet, tức là chưa lấy lại được, nhưng mà sẽ lấy lại. Và chúng tôi tin rằng khi mà lấy lại được quê hương đất tổ, khi mà chế độ Cộng sản bị giải thể, được thay bằng một cái chính phủ mới, chính phủ đó không phải là Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Quý vị phải hiểu cái chữ lâm thời có nghĩa là tạm thời thôi, để làm cái công việc thay đổi mà thôi. Thì sau đó tại Việt Nam, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ lập ra một cái bầu cử để cho người dân ở đâu cũng vậy, trong nước hay ngoài nước, ai muốn về ứng cử, ai trong nước muốn ra ứng cử thì ứng cử. Rồi sau cuộc bầu cử thì lúc đó một chính phủ thật sự tự do, độc lập và có nhân quyền sẽ ra đời. Và chính phủ đó sẽ là chính phủ
điều hành cái quốc gia Việt Nam kể từ giờ phút đó trở đi, và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời sẽ biến mất. Vì đó là tương lai của nước Việt Nam rất gần tới rồi thưa quý vị. Do đó, Thủ tướng Đào Minh Quân của cái chính phủ Việt Nam quốc gia lâm thời đã sáng lập ra, đã có một cái sáng kiến lập ra một cái tổng cục. Cái tổng cục này, trong này nó làm sao để nó có thể gom được văn võ toàn bộ của nó, cho nên gọi là võ học là như vậy. Và với một cái ước vọng rằng đây là một cái tổng cục, về sau này sẽ là đầu dây mối nhợ để duy trì lại ba chuyện. Chuyện thứ nhất là đức dục cho con dân nước Việt. Chuyện thứ nhì, công dân, tức là một người dân ở trong nước phải làm cái gì tốt cho quốc gia. Đại cương nó như vậy. Cái thứ ba là phải thật sự là đạo đức. Dạ. Đức dục là nói về cái sự cái thưa quý vị, đức dục tức là giáo dục và đạo đức, nhưng mà nói về vấn đề truyền thống gia đình. Còn một cái đạo đức khác nữa, đó là đạo đức làm người, đạo đức của một người võ sĩ, cái đó là tinh thần võ sĩ đạo. Thành ra ba cái mục đó, về đức dục, về công dân và nói cái đạo đức của một con người căn bản làm người phải như thế nào, thì ba cái đó phải được duy trì song song với cái võ thưa quý vị, để cho bất cứ ai được đào luyện từ cái tổng cục võ học Việt Nam sẽ là những người văn võ song toàn, có lợi cho quê hương về sau, để xây dựng đất nước và để giữ nước. Và chắc chắn rằng trong cái chủ trương chánh của cái tổng cục võ học Việt Nam này là bằng mọi giá phải giữ nước và phải đẩy Tàu Cộng đi ngược trở về Bắc, về nước của họ, không cho xâm chiếm. Thì đây là cái đầu dây mối, đây là coi như là cái đầu não của cái sự khởi đầu của một cái vấn đề xây dựng, không phải chỉ có giải thể chế độ cộng sản mà còn tìm cách xây dựng một cái xã hội sao cho nó được thật sự là đạo đức, thật sự là tốt lành, thật sự là có lợi cho chính cái quốc gia Việt Nam và còn có lợi chung cho những cái quốc gia lân bang, và có lợi chung luôn cho cả toàn bộ của thế giới, và sao cho cái nước Việt Nam của mình tương lai biết đâu sẽ làm con rồng mà tất cả mọi người trên thế giới phải ngưỡng mộ thưa quý vị. Và đó là ước mơ của Thủ tướng Đào Minh Quân trong cái chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời mà ngài đang lãnh trọng nhiệm. Thưa quý vị, tôi dùng cái chữ ngài, chẳng qua tôi trọng cái vị này thôi. Quý vị muốn dùng chữ gì tùy quý vị. Tôi trọng ai thì tôi kêu người đó bằng ngài, dầu cho cái người đó là một cái vị giám đốc của một cái trường học, tôi có thể kêu bằng ngài được như thường. Anyway, tại tôi biết rằng sở dĩ tôi vài lời phi lộ cho cái chữ ngài, bởi vì tôi biết ngoài kia có nhiều người không thích cái chữ ngài. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi thì cũng không có lạm dụng cái chữ ngài, chẳng qua tôi rất là quý cái vị thủ tướng này. Ông đã có những cái sáng kiến quá tốt cho quê hương, quá đẹp cho dân tộc Việt Nam. Và cái chuyện của ông ta đang làm là cái chuyện tìm cách lấy lợi đất tổ, không làm khổ dân. Và ông ta đang chiêu hiền có nghĩa là sao? Tức là theo Thủ tướng Đào Minh Quân, có nghĩa là những người nào biết trở về với quê hương, biết bỏ đi cái ác trở về cái thánh thiện, thì những người đó là những người hiền mà Thủ tướng đang muốn chiêu hiền. Và những người nào làm việc cộng, chỉ cần bỏ chế cộng còn chữ Việt thì người Việt không có giết Việt. Dạ. Không có giống như cộng sản khi xưa, khi lấy được miền Nam, họ lập ra một cái tù vĩ đại, đặt một cái tên thiệt đẹp, đó là cải tạo. Dạ. Mỉa mai thai cái con khỉ ở trong rừng, nó khi nó ra thành phố, nó đi cải tạo những người dân mình của thành phố thưa quý vị, bởi vì nó có cái thế cầm ca chỉ vào đầu người ta. Đó là một sự mỉa mai vô cùng. Nhưng cái kỳ này, sau khi cái chế độ độc tài, tà quyền, cộng sản bị giải tán, thì không có chuyện cải tạo nữa thưa quý vị, mà là sẽ có một cái hình ảnh, nó có một sự sống chung hòa bình với nhau, thương yêu nhau như anh em ruột, và quý với nhau như là cha mẹ anh em với con cái với nhau, như một cái đại tổng thể gia đình, chứ không có thù oán, không có trả hận ở trong này. Giống như khi xưa, những người anh em, tôi gọi là anh em, bởi vì họ cũng con người, Bắc Bộ Phủ ngày xưa, ngày cái năm 75 đó, đã đem cái chế độ tà quyền, độc tài của cộng sản vô trong miền Nam,
để mà hà hiếp dân lành cho tới ngày hôm nay dân vẫn còn khổ. 40 năm qua, thưa quý vị, năm 75 cái người đại hàng, tôi so sánh cho quý vị coi tại sao gọi là họ làm cho dân khổ. Nhiều chuyện lắm, tôi kể một chuyện cho vui thôi. Năm 75 nước đại hàng thua nước Việt Nam mình xa lắm, thua cái miền Nam á, chứ còn miền Bắc khỏi tính. Dạ. Thì bây giờ sau 40 năm nước đại hàng chưa thống nhất, thưa quý vị, nó chỉ có nửa miền Nam của họ thôi. Họ đã làm tới đâu rồi, thưa quý vị? Xe của họ đã bán ra khắp thế giới, TV của họ bán khắp thế giới, ngang ngửa so sánh với lại được với lại Japan, Nhật Bản. 40 năm qua, những cái người tự cho là đỉnh cao trí tuệ của cái Bắc Bộ phủ đó, của cái tà quyền cộng sản đó, họ làm được gì cho cái quê hương này ngoại trừ ra xây thêm những cái nhà lầu cao ốc để rồi cho mướn để rồi kiếm tiền, ngoại trừ ra cho một cái số nhà công ty đầu tư từ nước ngoài như Úc vân vân chạy về Việt Nam để xây cầu, rồi họ ăn bòn, họ rút xi măng để rồi cầu sập. Thưa quý vị, họ làm được gì cho dân tộc Việt Nam 40 năm qua, trong khi họ tự hào là đỉnh cao trí tuệ? Và thưa quý vị, họ đỉnh cao trí tuệ như thế nào mà ngày hôm nay vẫn còn có cái màn cướp đất của dân chúng? Người ta đã khổ quá nhiều, nó vẫn cướp đất rồi nó lấy đất nó bán bỏ tiền túi, thưa quý vị. Tất cả những cái chuyện đó Linh sẽ chỉ kể sơ thôi, nhưng cái điều Linh sẽ muốn nói là chỗ này: quê hương của chúng ta sẽ phải được thay đổi. Lý Quỳnh Xanh nói những cái này với quý vị bởi vì Linh sẽ nói trong cảm xúc, trong một cái sự cảm xúc thật sự. Lý Quỳnh Xanh đang rất mong và đang rất chờ, cũng như quý vị ở ngoài kia, những người tị nạn chạy đi từ năm 75 cũng đang chờ, đang mong mỏi sẽ có cái ngày chúng ta trở lại quê hương ca khúc khải hoàn chung với nhau. Chúng ta sẽ là những người ca khúc khải hoàn chung từ Bắc cho tới Nam Trung luôn, thưa quý vị. Sẽ có cái ngày đó trên đời này, tần thiết hoàng cũng có ngày tận mà, thưa quý vị. Thì cộng sản này, tà quyền này đâu có phải là thánh thần tiên Phật gì mà có thể trường tồn mãi mãi được, thưa quý vị. Sẽ có cái ngày chúng ta sẽ ca khúc khải hoàn và họ sẽ phải biến mất. Còn Tàu Cộng mượn cái bàn tay phản phúc của Bắc Bộ phủ, mượn cái bàn tay phản quốc của Bắc Bộ phủ để tìm cách thôn tính nước Việt Nam, Tàu Cộng đó cũng sẽ phải trả một giá không có rẻ đâu, thưa quý vị. Lê Quỳnh Xanh nói, quý vị chống mắt chờ coi, quý vị hãy nhìn thấy bao nhiêu quốc gia từ Philippines, Nhật Bản, Mã Lai, Nam Hàn, Ấn Độ luôn, thưa quý vị, đã bắt đầu hợp tác với bao dây Tàu Cộng. Luôn cả hai chiến hạm hàng không mẫu hạm lớn của Mỹ cũng đã về tới Biển Đông, thưa quý vị. Quý vị nghĩ tất cả những cái chuyện đó xảy ra không phải chỉ để bao nhiêu tàu chiến và hàng không mẫu hạm Mỹ về đó, không phải để ngồi để câu cá. Dạ, không phải để câu cá, thưa quý vị. Mang Tàu Cộng, nó đem hơn 6.000 chiến, 3.000 chiến thuyền, tàu chiến của nó, cộng với lại khoảng trên 3.000 tàu đánh cá đã được đổi qua thành tàu chiến, đã được converted, modified thành tàu chiến. Tổng cộng họ hơn 6.000 cái tàu chiến ở dọc theo Biển Đông. Thưa quý vị, họ làm chuyện đó cũng không phải để câu cá. Họ chuẩn bị đánh Việt Nam. Họ xây những cái đảo giả trên những cái đảo Trường Sa và Hoàng Sa của chúng ta, cũng không phải để ra đó dân liều để mà ngắm cảnh hay là hứng mát, mà là đó là những phi trường để chuẩn bị họ đem không quân đi vùi dập cái nước Việt Nam của chúng ta. Cái âm mưu sâu độc của Tàu Cộng đã được Bắc Bộ phủ làm cái bàn tay nối dài cho họ từ Bắc vô Nam để chuẩn bị lấy Việt Nam trong tích tắc, thưa quý vị. Nhưng ở đời này mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thưa quý vị, trên đời này tôi chưa thấy có một cái chỗ nào mà nó làm ngược lại cái câu này, tức là tà bất thắng chánh. Cuối cùng cái chánh phái đây là cái người hiền đó, thưa quý vị. Cái phe hiền, cái phe đạo đức, cái phe quân tử sẽ phải thắng cái phe tà. Do đó rồi sẽ có cái ngày, cái giờ phút của chúng ta ca khúc khải hoàn độc lập của nước Việt Nam cũng là giờ phút thằng Tàu Cộng sẽ khóc không có nước mắt, thưa quý vị. Tôi nói như vậy không phải là quá đáng đâu, bởi vì tôi nghĩ một cách đơn sơ thôi, thưa quý vị. Tôi nghĩ thì kiểu nhà quê thôi, những cái tàu chiến của Mỹ đem về đó, những cái vấn đề người Mỹ họ mở
họ giải phóng cái họ bỏ cái luật của Nhật Bổn ở trong cái hiến pháp để cho Nhật Bổn lập quân đội. Những cái chuyện đó người Mỹ làm không phải chỉ để chơi cho vui. Vậy thưa quý vị, tất cả mọi chuyện đó đều có planning. Và cái planning, cái giờ phút tiếng súng lệnh sắp tới, và chúng ta hãy chuẩn bị để dành tiền để có ngày trở lại quê hương ca khúc Khải Hoàng. Ca khúc Khải Hoàng mừng tà quyền cộng sản bị lật đổ, mừng Tàu Cộng phải bị đuổi về Bắc. Thưa quý vị, thời gian có hạn, Lê Hoàng Xanh nói lát nó lây lung tung, xin lỗi quý vị nha. Lần sau Lê Hoàng Xanh sẽ nói thêm cho quý vị về cái vấn đề stress. Đáng lẽ là nó sẽ phải nói stress, nhưng mà bữa nay có nhiều cái đề tài hay quá, cho nên Lê Hoàng Xanh xin lỗi không có nói về stress, nhưng mà lần sau. Thời gian đã hết, xin chúc quý vị có một đêm, có một đêm với một cái giấc ngủ ngon, hạnh phúc, không mơ, không mộng, không ác mộng gì cả. Và hẹn quý vị lần sau với những cái chương trình hấp dẫn và vui hơn. Để xin cảm ơn quý vị. Ta cháu con dân Việt hùng, nơi Mê Linh ta trùng phùng, đồng lòng nguyện vẫy vùng.